Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến các anh chị làm thế nào để kiếm tiền nhiều hơn nữa từ khách hàng neo của bạn. Hay là nói cách khác là một cách để làm tăng thu nhập hàng tháng, hàng năm của tiệm neo của các anh chị. Chúng tôi biết các anh chị là những người đã từng kinh doanh trong ngành neo từ 3 năm, 5 năm hoặc là 10 năm hoặc thậm chí 20 năm trở lên. Nhưng các anh chị đã có bao giờ nghĩ cách nào và phương pháp nào, một chiến lược nào để tăng thu nhập mỗi năm của mình lên hay không? Các anh chị cũng biết tại sao có tiệm neo rất đông khách và tại sao lại có tiệm vắng khách? Thì sự khác biệt giữa hai tiệm đông khách và vắng khách là gì? Vấn đề kế đến cũng đau đầu không kém là làm sao giữ được chân thợ làm neo. Người thợ cứ đến rồi lại đi liên tục. Thợ giỏi thì từ từ lại tách ra mở tiệm mới. Vậy thì làm sao để giữ chân thợ và ngay cả giữ được chân khách hàng dài lâu? Rất nhiều người Việt Nam sang Hoa Kỳ định cư, trong đó có nhiều người chọn ngành neo để sinh sống và lập nghiệp. Nhưng mà thử hỏi, trong những năm gần đây, chúng ta đang kinh doanh với thu nhập xứng đáng hay không? Hay là chúng ta đang làm theo cách là lấy công làm lời? Mặt khác, anh chị có xu hướng thị trường hay là thị hiếu khách hàng hiện nay là gì hay không? Và có biết là họ cần muốn gì không? Một tình trạng xấu mà ngành neo nói riêng mắc phải là tình trạng phá giá để chính chúng ta tự hại mình. Vậy thì chúng ta có biện pháp nào để khắc phục tình trạng phá giá này? Ngày hôm nay, chúng tôi có một giải pháp giúp cho các anh chị. Một giải pháp đã được áp dụng cho rất nhiều tiệm neo thành công trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Và đây là những phương cách áp dụng các dịch vụ làm đẹp mới, sử dụng những cái sản phẩm độc đáo, hoàn toàn từ thiên nhiên không có hóa chất và phù hợp với xu hướng thị trường đang được đông đảo khách hàng ưa chuộng. Và từ đó giúp cho ngành thu nhập của tiệm neo tăng lên gấp đôi và gấp ba mà ngay chính người thợ cũng được hưởng những việc từ tăng thu nhập này. Như đã đặt câu hỏi ở trên, anh chị có hoàn toàn biết nhu cầu của khách hàng hay không? Khi các anh chị bước vào tiệm cắt tóc của Mỹ, thì ngay trước cửa tiệm, các anh chị đã thấy trưng bày một quầy bán hàng. Mà khi khách hàng vào cắt tóc chỉ có 10 Mỹ Kim thôi, nhưng mà trước khi ra khỏi tiệm, họ có thể mua các sản phẩm từ quầy bán là 30 hay là 40, 50 Mỹ Kim, như là các loại như là xà bông gội, tắm hoặc là gel, wax, v.v. Đôi khi, có những cái sản phẩm không liên quan đến tóc mà người ta vẫn bán và họ vẫn mua. Theo thống kê của ngành nail thì 40% thu nhập từ dịch vụ và 60% còn lại thu nhập từ bán lẻ, các thu nhập tại tiệm. Nếu mà chúng ta chỉ làm dịch vụ mà không kinh doanh bán lẻ sản phẩm, thì theo thống kê thực tế, tiền dịch vụ chỉ thâu được cho một tiệm nail trung bình là 1.000 Mỹ Kim một ngày. Thì chúng ta đã bỏ mất 1.500 một ngày cho kinh doanh bán lẻ. Như vậy thì mỗi năm thất thoát hơn nửa triệu tiền kinh doanh bán lẻ, một con số khá lớn đấy quý vị ạ. Bây giờ thì chúng ta quay lại phân tích thực trạng ngành neo. Khi mà kinh tế thế giới đã đi xuống thì cũng là sự suy thoái của kinh tế Hoa Kỳ. Và trong khi số tiệm neo của cộng đồng Việt Nam lại quá đông, lên đến 80.000 tiệm trên toàn Hoa Kỳ. Do đó, sự cạnh tranh khốc liệt và phá giá là điều tất nhiên xảy ra, làm sút giảm nghiêm trọng trong nguồn thu nhập của các anh chị. Vậy thì vấn đề đặt ra là giải pháp nào để tăng thu nhập và đồng thời giữ chân thợ và giữ chân cả khách hàng? Chỉ có 3 cách để tăng thu nhập. Cách thứ nhất, làm sao tăng lượng khách mới bằng các dịch vụ độc đáo, khác biệt và chất lượng? Thì với tâm lý là một khách hàng, anh chị có chọn tiệm này hay không? Hay là chọn tiệm không có gì đặc sắc? Chắc chắn là anh chị sẽ chọn tiệm với các dịch vụ độc đáo hơn và sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè. Cách thứ hai, đó là tăng sự hấp dẫn, thích thú và hiệu quả cảm nhận được ngay từ các sản phẩm mới, khiến cho khách hàng trở lại nhiều lần hơn. Và cách thứ ba, đó là kích thích số tiền chi tiêu tăng lên từ các dịch vụ bán lẻ liên quan không những đến sắc đẹp mà còn đến chăm sóc sức khỏe tại nhà. Làm sao từ cái số tiền tiêu từ 40 Mỹ Kim, 50 Mỹ Kim mà khách hàng có thể bỏ thêm lên đến 100 đô la hay là hơn nữa từ các sản phẩm bán lẻ hấp dẫn rất là phong phú này. Sau đây thì mời các anh chị xem một bản phân tích chi tiết nguồn thu nhập của một tiệm nhỏ khi áp dụng các dịch vụ mới gọi là Natural Medicure. Dịch vụ Natural Pedicure trung bình mỗi cặp chân là quý vị lời thêm 10 Mỹ Kim và 10 người khách đến thì quý vị lời thêm 100 Mỹ Kim. Natural Pedicure chỉ cần làm thêm 5 cái thì mỗi cái tăng 5 Mỹ Kim thì tổng cộng quý vị được 25 Mỹ Kim.
Refreshing Mask xưa nay chưa có, nhưng mà bây giờ mới có. Chỉ cần làm 10 cái mỗi ngày và tối thiểu là 30 Mỹ Kim một cái thì anh chị có thêm là 300 Mỹ Kim. Phần bán lẻ cũng vậy, mỗi ngày chỉ bán 2 sản phẩm mỗi loại thôi. Hai Soul Solution, riêng tiền lời là 10 Mỹ Kim và anh chị đã có 20 Mỹ Kim. Hai Marine Merch, mặt nạ đắp mặt, anh chị sẽ có 20 Mỹ Kim nữa. Và hai Liquid Body Lafra là sản phẩm rất tuyệt vời, cảm nhận được ngay sau khi sử dụng, anh chị lại có thêm 20 Mỹ Kim nữa. Tất cả đây là tiền lời, vì tiền vốn đã trừ ra rồi. Và khi tổng cộng thì anh chị sẽ có 485 Mỹ Kim một ngày. Nhân cho 30 ngày thì anh chị sẽ có là 14.550 Mỹ Kim một tháng. Anh chị chia 6-4 cho thợ thì anh chị sẽ có là 5.820 Mỹ Kim. Đối với dịch vụ bán hàng không nhất thiết phải là chia 6-4, các anh chị có thể thưởng cho thợ là 2 Mỹ Kim, 3 Mỹ Kim hoặc là 5 Mỹ Kim trên mỗi sản phẩm, hoặc là cũng có nhiều cách khác nhau để khuyến khích thợ giới thiệu bán hàng. Anh chị cũng biết rằng ngoài tiền thu nhập từ tiền dịch vụ và tiền bán lẻ thì các anh chị còn được hưởng hoa hồng từ các sản phẩm đã mua mà công ty sẽ trả ra cho các anh chị. Có bao giờ các anh chị đi mua các sản phẩm về làm nail mà ai đó còn trả thêm tiền hoa hồng cho các anh chị chưa ạ? Điều này nói ra thì khó tin, nhưng mà thực tế đó là chính xác như vậy. Chuyện có thật 100% thưa quý vị. Như vậy, so với 20 năm trước mở tiệm nail, bây giờ sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Vốn đầu tư rất nhiều, công sức bỏ vào rất nhiều mà thu nhập lại thấp. May mắn, chúng ta lại tìm thấy một cơ hội mới, một xu hướng mới và một giải pháp mới cải thiện tình trạng cạnh tranh phá giá đáng buồn này. Các anh chị có muốn làm những người tiên phong đi đầu trong xu hướng mới sử dụng sản phẩm không hóa chất, hay là người sau cùng còn sử dụng những các dịch vụ cũ mà không còn được ưa chuộng hay không? Đó là một lựa chọn sáng suốt của chính các anh chị. Ngoài các dịch vụ làm đẹp mới, độc đáo, chúng tôi còn có rất rất nhiều các sản phẩm cho anh chị bán lẻ tại tiệm. Từ sản phẩm bên ngoài cho đến bên trong con người và từ đầu ngọn tóc cho xuống tới gót chân. Chúng tôi sẽ hướng dẫn, cố vấn, trưng bày các tủ kệ bắt mắt các sản phẩm bán lẻ cho ngành chăm sóc da, chăm sóc body hay là chăm sóc tóc. Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, các sản phẩm đa dạng với hàng trăm loại mà thu nhập từ bán lẻ cực kỳ hấp dẫn, lên đến 60% của tổng thu nhập của tiệm nail các anh chị. Chúng tôi sẽ giúp các anh chị tham gia đăng ký một mã số miễn phí để được mua hàng giá wholesale về để mà làm dịch vụ mới và bán lẻ tại tiệm và lãi huê hồng trên lệch 30%. Các anh chị có thể mua một trong những package chuyên cho pedicure và manicure và facial để trải nghiệm và áp dụng các dịch vụ mới vào tiệm và bán lẻ, để giúp cho các anh chị có phương tiện quảng bá các dịch vụ mới, sản phẩm mới, trưng bày, bán lẻ, giới thiệu với khách hàng. Chúng tôi có nhiều hỗ trợ, nhiều phương tiện khi tham gia chương trình này với chúng tôi. Và ngoài ra chúng tôi sẽ cập nhật các chương trình kiến thức về những hóa chất độc hại trong ngành nails, cách phòng tránh, giảm thiểu, bảo vệ sức khỏe của thợ và chủ tiệm nails lâu dài, tránh các nguy cơ bệnh tật và ung thư từ những nguồn tài liệu của Bộ Lao động Hoa Kỳ, bác sĩ, khoa học gia, chuyên ngành. Với chương trình này thì mục tiêu cao nhất là muốn giúp các anh chị thành công, tăng thêm thu nhập hàng tháng, hàng năm và có sự đổi mới bộ mặt cho ngành nails and spa và có sự khác biệt, mới lạ hơn của tiệm, thu hút khách hàng hơn bằng dịch vụ mới, sử dụng các sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, không có hóa chất trên da, cơ thể của chúng ta và khách, nhằm bảo vệ lâu dài sức khỏe không những cho khách hàng mà còn cho chính sức khỏe của chủ tiệm và thợ nail nữa. Chúc các anh chị thành công tốt đẹp với chương trình tăng thu nhập cho ngành nail and spa này.